Xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khánh từ con số 8. Thì cũng giống như thường lệ mà thôi, ở trong hàng tuần đó thì mình sẽ cho ra một cái video để mà có thể gửi đến anh em những cái tin tức mà nó đang diễn biến sát sao nhất với thị trường hiện nay á. Rồi, và trước khi đi vào cái video thì mình cũng xin chia sẻ một tí là tại vì là khi mình thực hiện cái video này thì mình cũng đang ốm và cái giọng của mình nó không được khỏe cho lắm như thường ngày. Nên là nếu mà có gì đó mà nó không được chất lượng tốt mà anh em cảm thấy là nó ảnh hưởng tới cái việc mà nghe không rõ hay sau đó thì anh em xin thứ lỗi và thông cảm cho mình nha. Rồi, thì trong một tuần qua thì chúng ta cũng đã thấy được rằng là thị trường của chúng ta nó chuyển động rất là nhanh. Và nó nhanh không phải là vì là giá của nó pump dump hay sao cả, nhưng mà cái sự chuyển động ở đây chính là mọi cái tâm điểm chú ý đều bị thu hút vào cái cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đó anh em. Rồi, và nói về cái việc pump dump hồi nãy đó thì anh em có thể thấy là ngay tầm cuối tháng 2 đó và đầu tháng 3, đúng ngày 28 và ngày 1 tháng 3 luôn, thì Bitcoin của chúng ta đã có một cái cú pump rất là mạnh. Trong ngày nó lên tới, mình nhớ không nhầm là lên tới khoảng là 13-14% lần. Và cái việc mà Bitcoin nó pump như vậy đó thì nó có liên quan gì giữa cái thời khắc mà mình đang cho là một cái cuộc khủng hoảng về mặt chính trị giữa Nga và Ukraine? Thì anh em cũng biết là tầm khoảng một tuần trước, khi mà Tổng thống Putin đó ông phát đi một cái lệnh, gọi là một cái lệnh chiến dịch phi quân sự hóa ở Ukraine đó, để mà nói trắng ra là một cái cuộc phát động chiến tranh đó, thì Bitcoin của chúng ta đã phải chịu một cái sức ảnh hưởng rất là lớn và đâm xuống tầm khoảng là 38-39 nghìn cơ. Và lúc đó khi mình làm video đợt trước đó, cái video đợt trước thì mình cũng có đề cập rằng là có thể trong cái giai đoạn này Bitcoin của chúng ta là chưa có chứng minh được là mình là một cái kho lưu trữ, một cái hầm trú ẩn tài sản an toàn vốn dĩ như là cái khái niệm mà khi mà người ta đã đến với Bitcoin ngay từ ban đầu, mà thay vào đó người ta sẽ chọn vàng. Và trong tuần trước thì vàng cũng đã lập một cái ATH mới rồi đó. Thì cái việc mà Bitcoin pump như vậy thì nó đến từ đâu? Thì thứ nhất mình cũng xin chia sẻ rằng là nó đến từ cái việc mà anh em biết là khi mà Nga mà phát động chiến tranh đối với Ukraine đó, thì Nga đã bị một cái lệnh trừng phạt rất là lớn đến từ Hoa Kỳ và cả Liên minh châu Âu EU nữa. Mà mình xin tóm gọn lại hai cái khu vực này là phương Tây đi ha. Rồi sau đó Nga đã bị loại khỏi hệ thống thanh toán của SWIFT luôn. Vậy thì trước cái tình cảnh mà kinh tế khó khăn đối với nước Nga như vậy đó, thì đã có rất nhiều cái sự phỏng đoán của cộng đồng cho rằng là Nga sẽ bắt đầu chuyển sang sử dụng crypto để mà có thể lách đi những cái lệnh cấm vận, lách đi những cái lệnh trừng phạt đó. Và cái điều đó đó nó vô tình nó gây ra một cái làn sóng tích cực đối với cái thị trường này, và lập tức nó đã bắt đầu nó xuất hiện những cái sức mua rất là lớn ha. Và cùng với đó đó thì anh em biết được rằng là trong cái giai đoạn khi mà đã có những cái phỏng đoán mà nó dần leo thang như vậy, thì chúng ta đã có thêm một cái gì nữa, tức là chúng ta đã có một cái phong trào mình hay gọi vui là một cái làn sóng donate, tức là cái làn sóng mà để có thể mà giúp cho Ukraine được cân bằng về sức mạnh, về lực lượng quân sự hơn, để giúp cho Ukraine, người dân Ukraine có thể có những cái nguồn viện trợ để mà họ có thể họ đấu tranh trong cái cuộc chiến này. Thì dĩ nhiên rồi, thì anh em phải hiểu rằng là cái việc mà những cái người mà họ đóng góp, họ viện trợ cho Ukraine thông qua đâu, thì tức là thông qua tiền mã hóa, đúng không? Đúng rồi, nó sẽ thông qua tiền mã hóa. Và cái làn sóng này á, trong tuần qua thì anh em biết á, cái làn sóng donate này á, nó diễn ra cực kỳ mạnh trong tuần qua luôn. Và cái việc mạnh đó tại sao nó lại tác động tới giá của Bitcoin? Thì ai trên thế giới bây giờ cũng biết tới Ukraine, cũng biết tới vấn đề Ukraine và Nga rồi, đúng không? Rồi, nhưng mà họ vẫn chưa có biết được là phía sau cái bức chân dung đó thì Ukraine đang được viện trợ như thế nào, Ukraine đang được gì. Cái mà họ đang biết ở thế giới ngoài kia rằng là ok, có thể Ukraine đang rất cần viện trợ, Ukraine đang rất cần những cái sự chung tay góp sức trong cái cuộc chiến này. Và những cái tin tức truyền thống mà chúng ta thường hay biết được rằng là những viện trợ từ phương Tây, những viện trợ từ Mỹ và bên phía châu Âu nữa, họ về vũ khí hay sao đó, thì nó đã bị cắt đứt. Nó không là bên phía phương Tây họ không có viện trợ quá nhiều so với những lời hứa của họ trước đây. Và chính ngay cả Tổng thống Ukraine thì ông cũng đã lên ông nói rằng là chúng tôi bị bỏ rơi ở trong cuộc chiến này. Và các bạn có biết được rằng là anh em có biết được rằng là trong tuần trước đó thì tiền mã hóa đó, cái thị trường của chúng ta đó, mà mình cho rằng đây là một cái cột mốc rất đáng tự hào đối với chúng ta. Tại sao mình lại dùng cái cụm từ là đáng tự hào? Tại vì anh em biết được rằng là Bitcoin nói riêng và thị trường tiền mã hóa của chúng ta nói chung đó, trong cái giai đoạn lịch sử phát triển của nó đó, nó chỉ là một cái giai đoạn phát triển cũng khá là non trẻ đối với những thị trường tài chính truyền thống khác thôi. Nhưng mà ngay từ ban đầu đó, Bitcoin và tiền mã hóa của chúng ta luôn bị một cái dị nghị, tức là bất cứ ai mà tham gia thị trường này hoặc là
anh em đi ra ngoài anh em nói tôi đang tham gia thị trường này, tôi đang chơi Bitcoin chẳng hạn, thì người ta sẽ nói rằng là ôi cái này là lừa đảo, cái này là scam, cái này là một cái gì đó nó không có thật, nó chỉ là tiền ảo thôi, đúng không? Đó, người ta luôn có những cái ánh mắt dị nghị như vậy đó. Vậy thì ngay tại thời điểm mà then chốt này, cái thời điểm mà căng thẳng xảy ra này, thì chính thị trường crypto mới là một chiếc phao cứu sinh và như là một cái lá cờ tiên phong để mà có thể giúp Ukraine về cái mặt trận, trên mọi mặt trận luôn, mình phải nói là trên mọi mặt trận đó. Vậy thì đây sẽ là một cái cột mốc mà mình nghĩ rằng là mãi sau này thì trong lịch sử họ sẽ nhắc lại mãi luôn. Rồi, chúng ta hãy trở về cái chủ đề chính đi. Vậy thì khi mà thị trường tiền mã hóa của chúng ta, những nhân vật nổi tiếng như là Vitalik Buterin, như là CEO của sàn FTX là anh Sam, như là Gavin Wood, hoặc là những nhà sáng lập của Blockchain Tron, đó mình có liệt kê, bên mình có liệt kê hết đầy đủ ở đây, thì anh em biết được rằng là những nhân vật, những cái người mà nổi tiếng trong cái cộng đồng của chúng ta đó, thì họ đã viện trợ rất là nhiều đối với cái việc quyên góp cho Ukraine đó. Và điều này vô tình nó sẽ tạo ra một cái sức ảnh hưởng đối với những ai chưa biết về cái thị trường này. Và họ cho rằng là ở phía bên ngoài kia họ không có viện trợ bất kỳ cái gì cho Ukraine cả, mà tại sao bây giờ những cái người trong cái thị trường tiền mã hóa này, những cái người chơi Bitcoin này, họ lại hành động một cách nó rất là nhân văn như vậy? Thế là những người họ chưa biết đó anh em, rất có thể họ sẽ biết được cái vấn đề này, và một phần nào đó cái tâm lý của họ cũng sẽ bị tác động tới, và họ sẽ tham gia vào thị trường của chúng ta. Và họ tham gia vào bằng cách nào? Họ tham gia không phải là họ mua, họ đầu tư như những cái anh em chúng ta đâu, mà họ sẽ bỏ một cái số tiền nào đó, họ mua cái lượng tiền mã hóa đó để mà họ quyên góp cho Ukraine. Thì cái điều đó nó sẽ tạo ra một cái làn sóng dây chuyền, anh em hiểu không? Một cái làn sóng dây chuyền về mặt tình cảm đó. Đó, nhưng mà tiền mã hóa của chúng ta sẽ là một cái sợi dây kết nối giữa những người họ đang hướng về Ukraine ở bên ngoài, và ngay cả đất nước Ukraine nữa. Thì cái điều đó nó vô tình nó tạo ra một cái sức mua rất là lớn trên thị trường, và nó đã thúc đẩy giá của Bitcoin tăng lên đến như vậy. Đó, thì một cái dẫn chứng khác là ngay trong cái ngày mà anh em biết á, mà khi mà Nga sau khi bị loại khỏi SWIFT chỉ trong 2 đến 3 ngày thôi, và nhận được rất nhiều lệnh trừng phạt đến từ phương Tây khắt khe hơn, thì chúng ta đã có một cái thông số khác để có thể chứng minh cho cái lập luận này, chính là về việc những cái ví Bitcoin mà chứa hơn 1.000 Bitcoin đó, mà mình hay gọi đó chính là những cái ví mà siêu cá mập đó anh em. Thì anh em thấy ở đây nó dựng thẳng một cột như vậy. Đó, thì vẫn chưa có một cái nguồn tin nào mà có thể xác minh được rằng là đây là một cái hành động mua đối với những người dân của Nga, đối với giới chính phủ Nga, hoặc là giới thượng lưu của Nga, sau khi mà họ phải chịu những cái lệnh trừng phạt đó và họ sử dụng crypto để mà lách cấm vận. Thì chưa có một cái nguồn tin nào xác nhận là cái lực mua này nó đến từ đó. Nhưng mà đây cũng là một cái bằng chứng để cho chúng ta có thể xác định được rằng một cái quan điểm là cái khả năng mà giới chính quyền Nga cũng như là những người giàu có ở Nga đó, những người tài phiệt đó, họ đang bắt đầu họ dần dịch chuyển sang cái việc sử dụng crypto để mà có thể lách đi, để mà có thể trốn tránh những cái đòn trừng phạt kinh tế đến từ phương Tây ha. Rồi, và tiếp theo nữa thì cũng chính vì cái vấn đề này đó anh em, mà anh em biết là trên thế giới bây giờ đó, thật sự ở đây mình dùng cụm từ là thế giới bây giờ nó đang trao đảo. Vì sao? Tại vì nó phân ra hai cái trường phái. Thứ nhất á, là những người họ đang rất là lo lắng, và họ đang rất là giống kiểu là căng thẳng về cái vấn đề là nếu mà Nga sử dụng crypto để mà có thể lách được những lệnh cấm vận đó, thì chúng ta sẽ giải quyết ra sao. Và một trường phái còn lại họ cho rằng là sẽ không có một cái chuyện nào mà Nga sử dụng crypto để mà có thể xoa dịu những cái nỗi đau kinh tế này được cả. Đó, vì thế nên anh em thấy được rằng là trong tuần qua thì không chỉ riêng về Ukraine mà cả về phía Mỹ và cả châu Âu nữa, họ khi mà họ lo sợ về cái vấn đề đó đó, họ lo sợ về việc mà người Nga sẽ sử dụng crypto đó, thì họ bắt đầu họ thực hiện những cái biện pháp nó nặng nề hơn anh em. Tức là họ yêu cầu tất cả những cái sàn giao dịch lớn trên thế giới đó, mà đơn cử là 7 cái sàn giao dịch quốc tế ở đây, như là Ruby, KuCoin, Binance, Bybit, Gate.io, Whitebit, Coinbase đó, và ngay cả cái sàn ở trong nước của Ukraine luôn là sàn Kuna đó, thì phải ngay lập tức chặn những người Nga để mà có thể tiếp cận cái thị trường này. Tại vì nếu mà không chặn á, anh em biết là họ sẽ tiếp cận cái thị trường này, và họ sẽ dần dần họ dịch chuyển tài sản của họ qua crypto, và thế là họ thoát đi, họ giảm thiểu một phần nào đó cái lệnh cấm vận, cái lệnh trừng phạt đến từ phương Tây ha. Rồi, và không chỉ riêng về phía Mỹ đâu,
Mà bên phía châu Âu bây giờ á, những cái nhà lập pháp của bên châu Âu anh em biết á, mà hay gọi chung là khối EU đó, thì họ cũng đã bắt đầu họ thực hiện những cái lệnh căng thẳng hơn, những cái biện pháp căng thẳng hơn. Và trong đó đó nó còn có một cái khe là cái luật lệ mà riêng về cái việc mình tiền mã hóa đối với người Nga nữa cơ. Đó thì anh em biết là nó căng thẳng đến như thế nào. Và dĩ nhiên khi mà họ yêu cầu á, khi mà bên phía Mỹ, bên phía Ukraine và châu Âu đó, họ yêu cầu những sàn giao dịch họ làm như vậy, nhưng mà riêng về những sàn giao dịch như là Coinbase hoặc là Binance đó, thì họ nói rằng là sao, họ nói rằng là họ sẽ không thực hiện theo một cái yêu cầu này theo một cách triệt để nhất, mà chỉ đơn giản là họ chỉ cấm những cái đối tượng hoặc những cái tổ chức bị áp đặt cái lệnh trừng phạt mà thôi, chứ còn về việc mà người dân Nga thì họ đâu có tội tình gì, đúng không? Họ không có tội tình gì. Và nếu mà những sàn giao dịch hàng đầu như họ, với cái vị thế là hàng đầu như họ, mà tự nhiên bây giờ họ vì cái yếu tố chính trị này mà họ cấm luôn cả những người dân vô tội của Nga, thì đó là một cái điều quá thể đáng và nó không hợp lý. Nó tương tự như cái trường hợp mà bây giờ anh em biết á, chỉ vì cái cuộc chiến như thế này mà ngay cả bên phía Liên đoàn bóng đá cho FIFA đó anh em, họ cũng đã gạch tên đội tuyển Nga ra khỏi World Cup rồi. Rồi, và ngay cả mà đến cả ngày hôm qua mình đọc được một cái tin mà mình cũng cảm thấy rất là đau lòng, tức là cái sự kiện mà Olympic dành cho người khuyết tật đó anh em. Đó thì tự nhiên bây giờ họ cũng đâu có tội tình gì đâu, họ chỉ là những vận động viên thể thao thôi mà họ còn bị khuyết tật nữa, mà tự nhiên bây giờ chỉ vì một cái yếu tố chính trị như thế này mà lại đi bác bỏ hết những cái vấn đề đó, cho không cho họ tham gia luôn. Đó mà chỉ còn một ngày nữa là cái thế vận hội dành cho người khuyết tật đó xảy ra rồi, thì mình cũng cảm thấy rằng là đây là một cái vấn đề nó khá là bức bối. Nhưng mà thôi, chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây và mình sẽ không đi sâu vào và về mặt chính trị và chê trách ai sai ai đúng cả, vì đó là một vấn đề khá là nhạy cảm ha. Rồi, chúng ta hãy trở lại cái chủ đề chính. Thì bên cạnh cái quan điểm, cái lập trường rằng là phải dường như là phải bắt ép, phải cô lập Nga, không cho người Nga tiếp xúc với tiền mã hóa luôn, tại vì là khả năng là nó sẽ dịch chuyển tài sản của mình sang tiền mã hóa để mà có thể trốn tránh những cái lệnh này. Thì mặt khác đó anh em, thì cũng đã có những cái người ha, họ cho rằng là cái việc mà Nga mà chuyển sang crypto đó thì nó là một cái vấn đề rất là viển vông, vì thế nên giới chính quyền thế giới đừng có nên quá lo lắng làm gì cả về cái vấn đề này, để mà lầm ĩ lên khiến cho mọi thứ thật sự trở nên hỗn loạn. Thì anh em biết á, thì họ đưa ra những cái lập luận như là tại vì á, cái thị trường của chúng ta là một cái thị trường nó khá là nhỏ anh em, thị trường tiền mã hóa của chúng ta nó khá là nhỏ và vốn hóa thì nó cũng khá là nhỏ thôi, nên về với cái quy mô và cái vị thế của nước Nga thì anh em biết á, nếu nói về nước Nga là một siêu cường trên thế giới thì không phải, nhưng mà thật sự nếu nói về nước Nga thì nó là một quốc gia lớn, nền kinh tế lẫn nền kinh tế và về cái mặt quân sự đó anh em, thì làm sao thị trường của chúng ta có thể hấp thụ nổi, đúng không, có thể hấp thụ nổi cái khả năng của nước Nga được. Nó giống như kiểu là bây giờ anh em lấy một cái can nước nó rất là to, một cái can mấy lít mà anh em đổ vào một cái ly uống rượu vậy á. Đó thì không thể nào mà có thể hấp thụ nổi được. Đó là cái lý do thứ nhất. Và cái lý do thứ hai tiếp đến đó, tức là sao, tức là thật sự thì xét về cái quá trình mà nước Nga tiếp cận với tiền mã hóa đó, thì nó phải nói là nó khá là nhàm chán đó anh em, và dường như là nó không nằm trong cái kế hoạch của tổng thống Putin. Tại vì sao? Tại vì đây không phải là lần đầu tiên Nga bị cấm vận anh em. Nga đã bị cấm vận rất nhiều lần rồi và đã trải dài hàng năm trong lịch sử rồi đó. Và trong hàng dài năm đó thì anh em có thấy Nga có chọn cách tiếp cận với tiền mã hóa không? Không, mà thay vào đó Nga chọn cách tiếp cận với có thể là chơi thân với Trung Quốc chẳng hạn, rồi có thể là sử dụng những cái biện pháp khác để mà có thể củng cố cái nền kinh tế của quốc gia đó, chứ Nga không hề chọn một cái cách tiếp cận là chúng tôi sẽ tiếp cận crypto. Và xét trên cái phương diện về khả năng nha anh em, thì khả năng tổng thống Putin đó, nếu mà ông thực sự ông muốn xây dựng một cái cơ sở hạ tầng về crypto, ông muốn xây dựng một cái luật pháp về crypto và ông muốn chọn một cái cách tiếp cận về crypto, thì đó là một cái điều quá là đơn giản. Nhưng mà anh em thấy là trong vài năm qua thì chẳng có một cái gì gọi là quá là đặc sắc về cái cách tiếp cận của Putin đối với tiền mã hóa cả. Mà nếu mà ông quyết định chọn xây dựng cơ sở hạ tầng ngay tại thời điểm đó thì ông đã xây rồi, ông đã chọn cái cách tiếp cận là xây dựng cái quy khu của quy định luật pháp và crypto nó cởi mở hơn rồi, đúng không? Đó, nhưng mà ông không có làm. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng chẳng có một cái lý do gì mà để Tổng thống Putin làm như vậy cả. Đó, đơn cử là anh em thấy rằng là ngay cả cái vấn đề mà cái luật pháp, cái luật mà mình đã trao đổi với anh em á, trong những cái video cách đây 1-2 tuần trước á, ngay cả cái vấn đề luật pháp về mảng crypto tại Nga mà nó còn khá là rối ren rùm beng mà ông cũng chẳng quan tâm nữa. Ngay cả về Bộ Tài chính nè,
về Bộ Tài chính, cãi nhau với Ngân hàng Trung ương, cãi nhau với Bộ Nông thương Công nghiệp Nga. Nói chung là mấy ông chính phủ lao vào cấu xé lẫn nhau, nói về quy định crypto. Nhưng mà Putin đứng ở giữa, Putin ông chỉ nói rằng là mấy ông tự giải quyết với nhau đi. Thì anh em thấy rằng là thậm chí Tổng thống Putin cũng chả thèm quan tâm nữa, và ông chỉ nói là ok, nếu mà ông có quan tâm thì ngành đào thì đó là cái ngành mà có thể giúp Nga phát triển, đơn giản là như vậy thôi, chứ không có phải mà lằn xà bằng quá là nhiều. Nên chẳng có một cái lý do gì mà để cho đến thời điểm hiện tại Putin lại bắt đầu một tay thâm nhập vào thị trường tiền mã hóa cả. Đó thì đó là cái lập luận của những cái phe mà họ cho rằng là sẽ chẳng có một cái câu chuyện là Nga sẽ chọn cái cách tiếp cận tiền mã hóa để mà có thể lách những cái lệnh trừng phạt cả ha. Rồi chúng ta hãy đi tới thì với những cái dự án mà hàng đầu trên Ethereum đó, các anh biết thì bây giờ cũng đã tiến hành chặn người dùng ở cái nước bị cấm vận rồi đó. Thì giống như kiểu là anh thấy là OpenSea cũng Iran, nói chung là những cái nền tảng mà thuộc dạng là độc quyền ở trên Ethereum, tức là về mảng đầu ngành đó anh em đó, thì bây giờ họ cũng đã bắt đầu họ xuôi dòng rồi, họ xuôi dòng theo cái tình hình chính trị hiện tại trên thế giới đang diễn ra rồi, tức là chặn những cái nước mà bị cấm vận. Mà những cái nước này thì có thể là về phía Nga đó, tức là nghiêng theo chơi với Nga đó đó ha. Thì đây là những cái tin mới nhất về những cái, ngay cả những cái dự án thì bây giờ họ cũng đã bắt đầu hành động rồi ha. Rồi và chúng ta hãy đi tiếp một cái tin tiếp theo mà mình cho rằng nó cũng mới nhưng mà cũng không hề mới đâu. Thì đây chỉ là một cái lời khẳng định thôi, tức là đây là khẳng định của chủ tịch Fed Jerome Powell. Thì anh em cũng biết được rằng là vào tháng 2 đó thì Fed đã tổ chức một cái cuộc họp và nói rằng là khả năng cao là sẽ tăng lãi suất trong tháng 3, tại vì tháng 2 họ không có tăng. Thì mới đây thì chủ tịch Fed Jerome Powell đó thì ông cũng đã nói rằng là có thể là Fed phải chắc chắn tăng lãi suất trong tháng này để có thể giải quyết những cái vấn đề như là về vấn đề lạm phát và những cái vấn đề mà Fed đã không giải quyết được trong suốt một năm qua, mà bây giờ nó tồn động, nó khiến cho cái thị trường tài chính ở Mỹ đó nó thật sự nó leo thang, và thật sự nó đang lâm vào một cái cảnh bế tắc anh em. Thì chúng ta cũng hãy nên biết được rằng là ok, tháng 3 chắc chắn sẽ là câu chuyện tăng lãi suất. Và cái câu chuyện tăng lãi suất này thì mình nghĩ rằng là đối với cái thị trường hiện tại của chúng ta thì dĩ nhiên nó cũng sẽ không có ảnh hưởng quá là nặng nề đâu, và nếu có ảnh hưởng thì Bitcoin cũng sẽ chỉ điều chỉnh xuống mà thôi, tại vì chúng ta đã bị một cái giai đoạn điều chỉnh cũng khá là dài rồi, kéo dài từ tháng ngay sau khi Bitcoin lập đỉnh từ tháng 11 đúng không? Thì chúng ta đã có tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tầm 4 tháng rồi. Đó thì mình nghĩ rằng là cái tin tức này nó cũng chẳng có cái gì gọi là quá là ảnh hưởng nặng nề đâu, tại vì thị trường của chúng ta và ngay cả chính bản thân Bitcoin nữa thì cũng đã hấp thụ khá là nhiều cái tin tức này rồi. Đó thì đây chỉ là một cái lời khẳng định tiếp theo thôi. Và tại sao lại là không có ảnh hưởng quá nhiều, thì bây giờ thì tình hình thế giới thì đang tập trung vào vấn đề Ukraine và Nga rồi đó, nên là đây chỉ là một cái chất xúc tác mà mình cho rằng là ok, Bitcoin vẫn sẽ tiếp tục điều chỉnh và vẫn sẽ tiếp tục di chuyển một cách khó chịu trong vòng một tháng sau, hoặc là hai tháng sau, hoặc là trong cả năm nay nữa đó. Rồi ha, rồi chúng ta hãy tiếp đến một cái thông tin mà mình cho rằng là đây là một cú bẻ lái, một cái thông tin khá là thú vị, nó liên quan tới Ukraine. Thì như hồi nãy mình có đề cập đến cho anh em đó, thì sau khi mà Ukraine họ bắt đầu họ mở ra những cái hình thức để mà dành cho những cái cộng đồng, những người dân họ quyên góp để mà có thể viện trợ cho đất nước của họ trong cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đó, thì anh em biết được rằng là đã có rất nhiều những người họ đã viện trợ cho Ukraine thông qua những cái hình thức khác nhau. Ví dụ ở đây thì mình có nêu ra những cái hình thức phổ biến nhất hiện nay nè, như là chính phủ Ukraine họ đã mở ra ba cái địa chỉ ví là về BTC, về Ethereum và về USDT ha. Rồi đây là một cái hình thức thứ nhất, và cái hình thức tiếp theo là cái địa chỉ ví này thì mình cũng đã dán ở trong đây cho anh em xem. Thì cái địa chỉ ví này á, nó thuộc một cái tổ chức là cái tổ chức Comeback Alive. Thì cái tổ chức này cũng là một cái tổ chức phi lợi nhuận thôi, thì họ cũng là một cái tổ chức từ thiện để mà có thể nhận những cái khoản tiền donate bằng Bitcoin và có thể chuyển về cho chính phủ Ukraine để mà tài trợ cho các khoản quân sự và tài chính ha. Và tiếp theo đó thì chúng ta cũng đã có những cái hình thức donate khác, như là anh em thấy rằng là chúng ta có những cái hình thức donate qua những cái DAO NFT, hoặc là qua những cái địa chỉ ví khác nhau mà có liên kết gửi về cho cái tổ chức Comeback Alive hồi nãy, hoặc là gửi thẳng về cho của chính phủ Ukraine luôn. Thì ở đây thì chúng ta để hình dung một cái bức tranh rõ hơn, thì ở đây mình
chia sẻ cho anh em nè. Đó thì ở đây nó có những cái hình thức như thế này, thì đây là những cái hình thức phổ biến nhất ha. Và tính đến thời điểm hiện tại đó, tính đến thời điểm hiện tại thì dựa theo Dune Analytics thì mình đang chùm chiếu ở đây, thì anh em cũng có thể thấy được rằng là những cái khoản donate dành cho Ukraine đó thì nó đã lên tới khoảng là hơn 30 triệu đô rồi ha, nó lên tới khoảng 30 triệu đô, hơn 30 triệu đô, mà chính xác ở đây thì nó rơi vào tầm khoảng là 39,78 triệu đô đây nè. Rồi, và cái khoản donate đó, những khoản donate vừa rồi đó thì trong tuần rồi nó đã tiến triển một cách rất là bất ngờ, khi mà cứ ngày nào là cũng có người họ vào, họ quyên góp, họ những nhà hảo tâm họ vào, họ giúp đỡ cho Ukraine. Thì cũng chính vì cái lý do đó đó thì anh em biết là vào ngày 3 tháng 3 đó, thì trên cái trang chủ của chính phủ Ukraine đó thì họ đưa ra một cái thông tin cũng khá là bất ngờ. Tức là sao? Tức là họ sẽ tiến hành airdrop. Thì mình nghĩ rằng là đây cũng là một trong những sự kiện mà mình không có, tức là một trong những cái sự kiện mà mình không có đoán trước được, mà mình cũng khá là bất ngờ với cái này luôn. Tức là tự nhiên sau khi nhận được airdrop quá trời, thì bên phía chính phủ Ukraine đó họ mới đưa ra một cái thông tin rằng là bây giờ tại vì các anh quyên góp cho chúng tôi nhiều quá, thì chúng tôi cũng muốn cảm ơn lại đến cộng đồng bằng việc là sẽ tiến hành airdrop đến cho cộng đồng ha. Và cái thời gian snapshot đó, thì cái thời gian mà chụp sử dụng airdrop sẽ là khoảng là 11 giờ tối ngày 3 tháng 3 luôn. Đó. Thì sau khi mà anh em biết á, sau khi cái thông tin này ra nè, thì chúng ta đã thấy được rằng hết là những cái khoản donate á dành cho Ukraine á, anh em thấy nó tăng cực kỳ đột biến không? Nó dựng toàn một cây như thế này. Đây, vào ngày 2 tháng 3 nó dựng một cây như thế này. Đó. Và tức là một phần là họ vừa mong muốn cho Ukraine là sẽ được hòa bình trong cái cuộc chiến này, nên họ mới gửi cái lòng hảo tâm của mình đến với Ukraine. Một phần là cũng vì cái việc mà Ukraine nói là sẽ donate, nên họ cũng mong muốn là chúng ta sẽ có một cái kỷ niệm nào đó, đúng không? Thì đó là, thì sau khi cái thông báo này ra thì anh em biết là cộng đồng họ đã gửi rất là nhiều tiền đến cho Ukraine ha. Nhưng mà tự nhiên cái cú bẻ lái là nó nằm ở đây nè. Thì ngay sau đó anh em biết á, tự nhiên cho đến ngày hôm qua thì ngay cả phó thủ tướng kia, bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine đó, thì ông cũng đã lên ông nói là tự nhiên là sau khi mà ông cân nhắc cẩn thận trên tất cả các phương diện đó, thì nhà nước Ukraine họ sẽ hủy kế hoạch airdrop đó. Tức là ban đầu họ đưa ra airdrop như thế này và nhận được một lượng donate cực kỳ khủng trong cùng ngày đó sau khi thông báo được đưa ra. Và sau đó bây giờ ông nói rằng là ông sẽ không có tổ chức airdrop cho cộng đồng nữa. Thì theo mình, đối với riêng cá nhân mình đó, thì riêng đội ngũ K68 thì mình cũng bật mí cho anh em là bên phía đội ngũ K68 thì cũng đã góp một phần sức lực nhỏ và để gửi đến Ukraine trong cái sự kiện này. Tức là bên mình cũng đã mỗi người trong team thì cũng đã donate một tí để mà có thể gửi đến Ukraine đó. Thì đối với quan điểm cá nhân của mình thì mình thấy rằng là những cái airdrop này thì thực sự là nó không có đáng, đối với mình thì nó không có đáng quan tâm á anh em. Tại vì có cũng được, không có cũng chả sao ha. Và có cũng vui và không có cũng chả sao cả, tại vì đó là xuất phát từ cái tâm của mình mà. Nhưng mà cái việc á mà cộng đồng chung họ đang nghĩ gì á thì đó lại là một câu chuyện khác. Thì cộng đồng chung anh em biết là sau khi cái thông báo mà ngừng airdrop này đưa ra đó, thì cộng đồng chung họ rất là bức bối về cái vấn đề này. Tại vì họ nói rằng là đưa ra cái thông tin airdrop để kéo donate, kéo quyên góp hay sau đó rồi cuối cùng lại hủy, thì chẳng khác nào là Ukraine đang diễn hài cho cả thế giới xem, đang diễn hài cho cộng đồng tiền mã hóa vậy đó. Tại vì chính cộng đồng tiền mã hóa, chính cái cộng đồng bị ruồng bỏ như mình đã diễn giải ở đầu video cho anh em đó, chính cộng đồng tiền mã hóa, một cái thị trường luôn bị những cái ngành nghề khác, luôn bị những cái con người khác họ ruồng bỏ, họ dị nghị, thì lại đang giúp chính đất nước Ukraine, mà bây giờ ông lại đi ông diễn hài như vậy, thì có phải nào là đang tự tát vào mặt mình hay không? Thì ở đây là không phải là, đó là quan điểm của mình nha, mình đang nói lên cái mặt bằng chung của cộng đồng họ đang nghĩ gì về cái vấn đề này. Thì đây cũng là một cái sự kiện cũng khá là thú vị mà mình cũng muốn chia sẻ cho anh em trong những cái biến động của tuần qua. Rồi, ok, vậy thì đến đây thì mình nghĩ rằng video nó cũng khá là dài rồi, nên mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Và mình cũng rất cảm ơn anh em cũng đã đồng hành cùng mình trong cái video lần này. Mặc dù mình biết rằng là hôm nay giọng nói của mình sẽ không tốt, nó sẽ nhỏ, hoặc là chứ anh em cũng sẽ không có cảm nhận được hết đâu. Nên là mình hy vọng, mình cũng xin rất cảm ơn anh em vì đã cố gắng lắng nghe mình ha, bất chấp cái tình hình sức khỏe của mình. Rồi,
Hẹn gặp anh em ở video lần sau nha. Bye bye.